Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Thưa các bạn thân mến, thì ngành du lịch có lẽ không quá khó để nhận ra là một trong những ngành dịch vụ nóng đang được các nhà bất động sản khu nghỉ dưỡng nhắm đến, và trong đó có dự án Laguna Bình Châu, một trong những dự án mà video trước tôi đã đề cập. Đây cũng chính là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng vàng thu hút các nhà đầu tư tham gia với những hứa hẹn về phong cách thiết kế độc lạ của những căn hộ hay biệt thự biển cao cấp tại vùng biển Xuyên Mộc, Hồ Tràm. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng của dự án này nhé. Thứ nhất là nói sơ qua về tổng quan dự án khu nghỉ dưỡng Laguna Bình Châu. Thì dự án biệt thự Laguna Bình Châu được thiết kế theo phong cách châu Âu, chỉn chu và tối ưu mọi ngóc ngách của căn biệt thự 2-3 tầng, mang đến cho gia chủ không gian sống thanh thoát nhẹ nhàng. Đây không chỉ là nơi sống mà còn là chốn thư giãn nghỉ dưỡng tại chính ngôi nhà của mình. Và còn tuyệt vời hơn là cho những ai đang có ý định sở hữu một ngôi nhà thứ hai. Và về mặt bằng khu A của dự án này, hay có tên gọi là Premier Village, thì là bất động sản duy nhất trong khu vực cấp quyền sở hữu đất vĩnh viễn. Premier Village hứa hẹn khoản đầu tư thông minh, có tiềm năng sinh lời vượt trội và là di sản kế thừa giá trị với tổng diện tích là 10.124 ha và cơ cấu sản phẩm là gồm có 169 căn biệt thự. Về tiện ích nội khu Premier Village thì gồm có là Sale Gallery, phố thương mại, Condotel, công viên, trung tâm, trạm y tế, trường trung học, trường mầm non, khu thể thao. Về thiết kế thì các mẫu nhà được thiết kế sẵn và mang phong cách châu Âu hiện đại với cách bày trí tương tự phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng và khi đón nhận một căn hộ villa cho mình. Và căn hộ thì được ở vị trí đan xen với cây cối, hình ảnh tự nhiên tạo cảm giác thoáng đãng tươi mới. Phong cách chuẩn cho xu hướng thượng lưu mà nhiều nhà đều mong muốn với tiêu chuẩn 5 sao. Và màu sắc của mỗi căn biệt thự thì đều rất là trung hòa, dịu nhẹ từ vẻ ngoài cho đến nội thất bên trong. Không gian thì yên tĩnh với view nhìn thoáng đãng và nằm ngay trên đường quốc lộ. Và còn thứ hai là về mặt bằng shop villa của Laguna Bình Châu. Thì các căn biệt thự thương mại hay có tên là shop villa là một trong những điểm nổi bật của các doanh nhân đầu tư. Với vị trí đắc địa thì nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ và liền kề các khu tiện ích sẽ là yếu tố giúp cho việc kinh doanh của chủ nhân được phát triển và thuận tiện. Đây cũng là kiểu kiến trúc nhà phố hiện đại kết hợp với lại biệt thự nghỉ dưỡng, phù hợp để khai thác tiềm năng kinh tế mà các nhà đầu tư hay chủ nhân mua nhà không thể bỏ qua. Và các dãy nhà thì đều được thiết kế liền kề, tiện ích tiện lợi cho việc lựa chọn mua sắm cho mỗi khách hàng. Và những quán cà phê thì sạch sẽ, mang đậm phong cách hiện đại nề nếp. Và phố xá thì thoáng đãng và người dân có thể dạo phố vào mỗi đêm. Thứ hai là về mặt bằng villa 2 tầng của Laguna Bình Châu. Thì villa 2 tầng thì mang hơi hướng đẳng cấp của kiến trúc phương Tây hiện đại, kết hợp đầy tinh tế với cảnh quan sân vườn phong cách nhiệt đới. Nội thất tiện nghi với đủ các thiết bị đời sống như là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, tivi, ban công. Tất cả đều được trang bị đủ với những vật dụng cần thiết và tốt nhất cho kỳ nghỉ dưỡng của gia chủ. Và các phòng chức năng thì đã được tối ưu diện tích sử dụng, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn trong không gian thư thái giữa biển trời Bình Châu. Loại hình villa này không chỉ mang đến không gian sang trọng rộng rãi mà còn làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho thiết kế. Và cuối cùng là về mặt bằng villa 3 tầng của Laguna Bình Châu. Thì các căn villa 3 tầng E2, E3 được thiết kế biệt lập với kiến trúc sang trọng nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và hoàn toàn riêng tư. Điểm này thích hợp cho gia chủ dễ dàng thực hiện những hoạt động giải trí nhẹ tại nhà như là ngâm mình trong hồ bơi hay nấu ăn ngoài trời, vì mỗi villa thì đều sở hữu hồ bơi riêng nằm giữa sân vườn và không gian sân thượng rộng rãi để làm tiệc nướng BBQ. Và theo tôi thấy thì đây là ngôi biệt thự rất là tuyệt vời dành cho trải nghiệm gia đình. Và thứ hai là tôi muốn đề cập đến giá bán biệt thự nghỉ dưỡng Laguna Bình Châu. Thì theo thông tin mà công ty chúng tôi được biết đến thì với mức giá của những căn biệt thự này là dao động từ 8,6 đến 15 tỷ một căn và có thể thay đổi trong tương lai cùng pháp lý sở hữu rất là lâu dài. Biệt thự Laguna Bình Châu hiện là sản phẩm nghỉ dưỡng đầu tư tăng giá trị hấp dẫn cho khách hàng vừa nghỉ dưỡng lại vừa đầu tư cái thời gian. Và chủ đầu tư còn cho biết thêm thì khách hàng chỉ phải thanh toán 10% giá trị sản phẩm là đã được ký đến hợp đồng mua bán.
và tất cả những khách hàng đã mua căn biệt thự ở Laguna Bình Châu đều được chủ đầu tư áp dụng chính sách mở bán với ưu đãi tổng chiết khấu lên đến 5% và thời gian thanh toán theo 9 đợt có thể kéo dài hơn 16 tháng với các loại hình thanh toán khác nhau phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng. Và bên cạnh đó thì chủ đầu tư cũng tạo rất là nhiều điều kiện để khách hàng có thể linh động trong thanh toán cũng như chủ động phân bố dòng tiền và nguồn vốn với chính sách thanh toán chia làm 12 đợt, thời gian thanh toán lên đến 24 tháng. Và hy vọng với những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích được chút phần nào cho quý vị. Và nếu mà có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến dự án thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 079-679-6789. Để có thể biết thêm thông tin chi tiết về dự án cũng như là giá cả của dự án một cách rõ ràng nhất. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.